Chú Ronaldo, cháu vừa phá kỷ lục của chú rồi đấy. Kỷ lục nào thế? Chú nắm giữ nhiều quá nên không thể nhớ hết. Đó là cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong trận ra mắt vòng chung kết Euro đó chú. Chúc mừng cháu, mới trình làng mà đã ghi bàn thì quá tuyệt vời. Chú tự hào với cháu lắm. Hala Madrid. Cảm ơn chú. Chắc giờ chú đã biết vì sao mà Real Madrid chấp nhận bỏ ra số tiền lớn để cháu về chỉ ngồi dưỡng thương thôi đúng không ạ? À? Thôi đi, chẳng qua là tôi chưa thể hiện thôi. Ông anh hơi thiên vị rồi đấy nha. Em đây cũng mới làm nên lịch sử mà. Anh không thấy Georgia của em đã bay tấm vé của Hy Lạp ở vòng playoff để có mặt ở đây à? À mà quên, hình như là lúc trước có ai đó không nức nở vì thua Hy Lạp ở trận chung kết thì phải. Đợi đấy em trai, Bồ Đào Nha mà gặp Georgia, anh sẽ cho em biết như thế nào là cảm giác khi người đàn ông khóc.